Nhà vô địch thế giới của chúng ta Nguyễn Thị Tuyến đang thi đấu rất thận trọng. Nguyễn Thị Tuyến của Việt Nam cần phải có những đột phá, những pha mạnh dạn, bung đòn. Trong thi đấu xi lát thì các võ sĩ không được tung ra quá 4 đòn, đó cũng là yếu tố để cho các võ sĩ hạn chế những pha tấn công để giành điểm. Trong khi tung ra được 2 đến 3 đòn, đến đòn thứ 4 và đòn thứ 5 mới có điểm thì các võ sĩ lại không được tung ra những đòn đánh tiếp theo nữa. Đó cũng là một trong những không phải ưu việt của môn võ pencak silat. Của Singapore đang bị trừ đi âm 2 điểm. Trong khi đó thì Duy Tiến Việt Nam không còn điểm đấu nữa, điểm nào. Như vậy là võ sĩ của Singapore đã có một cú đá tầm thấp vào vùng mặt về phía Nguyễn Thị Tuyến của Việt Nam. Một cú đá rất mạnh, trong khi mà Nguyễn Thị Tuyến của Việt Nam đã nằm xuống coi như không còn thi đấu nữa và trọng tài đã cho dừng. Thì bất ngờ Afian của Singapore đã tung ra một cú đá vào vùng mặt của Duy Tuyến Việt Nam. Đây là coi cú đá pháp luật, thiếu tinh thần thi đấu thể thao. Theo như chúng tôi quan sát thì ở trong sàn đấu kế bên, võ sĩ Lê Sĩ Kiên của chúng ta đang thi đấu trước võ sĩ Robian Sopri của chủ nhà Malaysia. Lê Sĩ Kiên của ta cũng là nhà vô địch thế giới, nhưng rõ ràng đang thi đấu trước một võ sĩ của chủ nhà Malaysia. Điều đó cũng rất khó khăn đối với võ sĩ giàu kinh nghiệm duy nhất của đội tuyển xi lát Việt Nam đến thời điểm hiện nay, đó là nhà vô địch thế giới Lê Sĩ Kiên. Mặc dù khó khăn là vậy, song chúng tôi tin tưởng rằng Lê Sĩ Kiên, cánh chim đầu đàn của đội tuyển xi lát Việt Nam hiện nay, sẽ vượt qua được những khó khăn, những trở ngại để mang về những tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam một ngày thi đấu áp chót của SEA Games 29. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha vào đòn phạm luật của Afian, võ sĩ Singapore. Nguyễn Duy Tuyến của Việt Nam là một võ sĩ giàu kinh nghiệm, đã từng tham gia tập luyện võ cổ truyền. Có thể nói võ cổ truyền đã sản sinh ra rất nhiều các võ sĩ tài năng tên tuổi vô địch thế giới của làng pencak silat Việt Nam. Trong đó có võ sĩ tân huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng, người đang dẫn dắt đội tuyển pencak silat nam của chúng ta tham gia tranh tài
ra kia phạt cảnh cáo trừ một điểm nữa đối với Mohammad Afian của Singapore. Một cái bắt tay rất tinh thần thể thao của Nguyễn Duy Tuyến Việt Nam. Lúc này thì võ sĩ của Singapore đang nỗ lực vào đòn tấn công về phía Nguyễn Duy Tuyến của Việt Nam. Rõ ràng Afian của Singapore hiểu rằng rất bất ngờ. Như vậy là trọng tài Malaysia đã ra hiệu phạt cảnh cáo trừ một điểm đối với Nguyễn Duy Tuyến của Việt Nam. Trong tiếng vừa rồi thì Duy Tuyến của Việt Nam chỉ có của vừa rồi của Nguyễn Duy Tuyến Việt Nam. Có được thế trận nhỉnh hơn đôi chút so với võ sĩ Afian của Singapore. Nhiều khả năng ở thảm bên thì võ sĩ Lê Sĩ Kiên, nhà vô địch thế giới chúng ta, đã để thua trước võ sĩ Robian Sopri của chủ nhà Malaysia. Rất hay một pha cài chân và đánh ngã đối phương của Nguyễn Duy Tuyến Việt Nam. Kỹ thuật cắt kéo đánh ngã đối phương của Duy Tuyến Việt Nam về phía Afian của Singapore. Như vậy không chỉ Nguyễn Duy Tuyến đang thi đấu lo lắng mà cả ban huấn luyện cũng đang rất lo lắng, khi mà trong tiếng rồi Duy Tuyến Việt Nam không phải là người ra khỏi trận đấu mà do vận động viên Afian của Singapore đẩy ra khỏi thảm đấu. Do vậy mà cả huấn luyện viên Nguyễn Hùng giơ tay ký hiệu rằng lỗi vừa rồi là lỗi xô đẩy của vận động viên Mohammad Afian của Singapore. Yeah!
vừa rồi là pha quét trụ đánh ngã đối phương của Nguyễn Hữu Tuyến Việt Nam về phía Muhammad Afia. Lúc này thì Duy Tuyến Việt Nam đang dùng đấu pháp phòng thủ tấn công, đó là chính pha tấn công của Muhammad. Thì bộ siêu Duy Tuyến Việt Nam hạ thấp trung tâm và tung ra những cú cắt kéo. Sau đây chúng ta sẽ xem phần công bố kết quả. Như vậy là cả năm trọng tài giám định cho điểm cùng phất cờ đỏ cho võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến của Việt Nam giành được chiến thắng trước võ sĩ Muhammad Afian của Singapore. Như vậy là Nguyễn Duy Tuyến của Việt Nam đã giành chiến thắng 5-0 trong trận đấu chung kết nam hạng cân dưới 80kg đối kháng một võ Pankasilat tại SEA Games 29. Đây là tấm huy chương vàng thứ hai của đội tuyển Silat Việt Nam trong ngày thi hôm nay, một ngày mà chúng ta hứa hẹn sẽ mang về nhiều tấm huy chương vàng ở môn Pankasilat. Nhưng trên thực tế thì các võ sĩ của chúng ta đang phải đối đầu rất nhiều khó khăn thách thức. Đây là tấm huy chương vàng thứ 57 của đoàn thể thao Việt Nam cho tới buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta hy vọng rằng con số của đoàn thể thao Việt Nam về huy chương vàng vẫn còn được tăng lên. Một pha bắt chân và đánh ngã đối phương thành công giành được 3 điểm của Nguyễn Duy Tuyến Việt Nam. Đây là pha quật ngã đối phương cuối cùng của Duy Tuyến Việt Nam.